Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, Thánh nữ Faustina Kowalska. Thánh nữ Maria Faustina Kowalska ngày nay được khắp thế giới biết đến với tước hiệu Tông đồ lòng thương xót Chúa, là một vị thánh được các nhà thần học kể vào số những nhà thần bí trỗi vượt trong giáo hội. Chị là người thứ ba trong số 10 người con của một gia đình nông dân nghèo khó nhưng đạo đức tại Glogoviec, một làng quê nằm giữa đất nước Ba Lan. Khi được rửa tội tại nhà thờ giáo xứ Swinishwoki lân cận, chị đã được nhận tên Helena. Ngay từ thời thơ ấu, Helena đã nổi bật với đời sống đạo hạnh, yêu thích cầu nguyện, chăm chỉ, vâng lời và hết lòng thương cảm trước nỗi khổ đau của tha nhân. Helena được đi học trong thời gian chưa đầy 3 năm và đến năm 14 tuổi, chị đã phải rời bỏ mái ấm gia đình để mưu kế sinh nhai, giúp đỡ cha mẹ bằng công việc phụ giúp việc nhà tại thành phố Alexandro và Los kế cận. Khi mới lên 7 tuổi, 2 năm trước khi rước lễ lần đầu, Helena đã cảm nhận trong tâm hồn lời mời gọi theo đuổi đời sống tu trì. Sau đó, chị đã ngỏ ý muốn với cha mẹ, nhưng hai vị đều dứt khoát không đồng ý cho chị vào sống trong tu viện. Trước hoàn cảnh như thế, Helena đã cố bóp nghẹt lời mời gọi trong tâm hồn. Tuy nhiên, quá xao xuyến vì một thị kiến về Chúa Kitô tử nạn và những lời trách cứ của người, cha còn phải chịu đựng con cho đến bao giờ? Con còn phụ dẫy cha cho đến bao giờ nữa đây? Helena bắt đầu tìm cách để xin vào một tu viện. Chị đã gõ cửa không ít tu viện, nhưng không được nơi nào đón nhận. Cuối cùng, vào ngày 1 tháng 8 năm 1925, Helena đã được bước qua ngưỡng cửa của dòng Đức Mẹ Nhân Lành ở phố Zitnia tại Warsaw. Trong nhật ký, chị có viết, dường như tôi đã bước vào cuộc sống thiên đàng. Một lời kinh đã trào dâng từ tâm hồn tôi. Một lời kinh tạ ơn. Tuy nhiên, vài tuần lễ sau đó, chị bị cám dỗ mãnh liệt, muốn chuyển sang một dòng khác để có nhiều thời giờ hơn cho việc cầu nguyện. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu đã tỏ cho chị thấy các thương tích và thánh nhan tử nạn của người và phán, chính con gây cho cha nỗi đau đớn này nếu như con rời bỏ tu viện. Đây là nơi cha đã gọi con, chứ không phải một nơi nào khác. Và cha đã dọn sẵn nhiều ơn thánh cho con. Khi vào dòng, Helena được nhận tên Maria Faustina. Chị đã sống thời kỳ năm tập tại Krakow. Và cũng tại đây, trước sự chứng kiến của Đức Giám mục Stanislaus Rospol, chị đã tuyên lời khấn tạm lần đầu. Và 5 năm sau, tuyên giữ trọn đời 3 lời khấn thanh tịnh, khó nghèo và vâng phục. Chị được cắt cử làm một số công tác tại các tu viện của dòng, hầu hết thời gian là ở Krakow, Block và Vilnius, với các công tác làm bếp, làm vườn và coi cổng. Tất cả những cái vẻ bên ngoài ấy không làm hiện lộ một cuộc sống thần hiệp phong phú ngoại thường nơi chị dòng Faustina. Chị sốt sắng chu toàn các phận sự, trung thành giữ trọn luật dòng, sống đời sống nội tâm và giữ thinh lặng. Trong khi đó vẫn sống trong sự tự nhiên, vui tươi, đầy nhân ái và yêu thương người chung quanh một cách vô vị lợi. Tất cả đời sống của chị được tập trung vào việc liên lỉ cố gắng đạt đến một cuộc kết hiệp ngày càng mật thiết hơn với Thiên Chúa và quên mình cộng tác với Chúa Giêsu trong công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Chị đã viết trong nhật ký, Chúa biết ngay từ những năm đầu tiên, con đã muốn trở nên một vị đại thánh. Tức là yêu mến Chúa bằng một tình yêu vĩ đại như chưa từng có linh hồn nào đã yêu mến Chúa như thế.
Chính quyển nhật ký của chị đã cho chúng ta thấy được những chiều sâu trong đời sống thiêng liêng của chị. Những tư liệu này nếu được đọc chăm chú sẽ làm hiện lên một bức tranh diễn tả mối thân tình hợp nhất cao độ giữa linh hồn chị với Thiên Chúa. Sự khăng khít lạ lùng giữa Thiên Chúa với linh hồn chị, cũng như những nỗ lực và chiến đấu của chị trên con đường hoàn thiện Kitô giáo. Chúa đã ban cho chị nhiều hồng ân phi thường, ơn chiêm niệm, ơn hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm lòng thương xót Chúa. Các thị kiến, mặc khải, những dấu thánh tiềm ẩn, ơn nói tiên tri, ơn đọc được tâm hồn người khác, và ơn quý trọng bậc nhiệm hôn. Tuy được hoan hưởng những hồng ân ấy rất dồi dào, nhưng chị đã viết: không phải các ân sủng, các mặc khải, các lần ngất trí, hoặc các ân huệ làm cho linh hồn nên hoàn hảo, nhưng chính là sự kết hợp mật thiết giữa linh hồn với Thiên Chúa. Sự thánh thiện và hoàn hảo của tôi hệ ở việc kết hợp mật thiết giữa ý chí tôi với ý chí Thiên Chúa. Nếp sống khổ hạnh và những lần chay tịnh đến kiệt sức ngay cả trước khi vào dòng của chị đã làm suy sụp yếu nhược thể trạng của chị. Đến nỗi ngay trong thời gian thỉnh tu, chị đã được đưa đi Scollymo gần Warsaw để phục hồi sức khỏe. Gần cuối năm đầu tiên trong thời kỳ nhà tập, chị còn phải trải qua những kinh nghiệm thần bí đớn đau lạ thường của giai đoạn vẫn được gọi là đêm tối giác quan. Và sau đó là các đau khổ tinh thần và luân lý liên quan đến việc hoàn thành sứ mạng mà chị được nhận lãnh từ Chúa Kitô. Thánh nữ Faustina đã hy hiến cuộc đời cho các tội nhân. Vì thế, chị đã chịu đựng những khổ đau tư bề để trợ giúp các linh hồn. Trong những năm tháng cuối đời của chị Thánh, các đau khổ nội tâm của cái gọi là đêm thụ động của linh hồn và những bệnh nạn phần xác càng trở nên dữ dội hơn nữa. Căn bệnh lao của chị lan dần, tấn công những lá phổi và phần ruột non. Vì vậy, hai lần chị đã phải trải qua nhiều tháng điều trị ở bệnh viện phố Bresnik tại Krakow. Tuy kiệt quệ về thể lý, nhưng chị Faustina đã đạt đến mức trưởng thành sung mãn trong đời sống thiêng liêng. Chị đã từ giã cõi trần khi chưa tròn 33 tuổi đời, giữa tiếng thơm thánh thiện, và được kết hiệp muôn đời với Thiên Chúa vào ngày 5 tháng 10 năm 1938, sau 13 năm trong cuộc sống tu trì. Thi hài của chị được an nghỉ tại ngôi mộ chung trong nghĩa trang tu viện tại Krakow Lajewniki. Năm 1966, trong khi thủ tục điều tra tôn phong chân phúc đang được xúc tiến, thi hài nữ tu Faustina đã được cải táng vào nhà nguyện của tu viện. Chúa Giêsu đã ủy thác cho chị nữ tu đơn sơ, kém học, nhưng can trường và tín thác vô hạn này một sứ mạng cao cả là giao truyền sứ điệp lòng thương xót của Chúa cho thế giới. Người đã phán với chị: Cha sai con đem tình thương của cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt, nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại đau thương vào trái tim lân tuất của cha. Con là thư ký của lòng thương xót cha. Cha đã tuyển dụng con làm nhiệm vụ ấy trên đời này và ở đời sau. Nhiệm vụ và công tác suốt đời con là tiếp tục làm cho các linh hồn được biết về lòng thương xót lớn lao của cha dành cho họ, và kêu gọi họ hãy tín thác vào lòng thương xót vô tận của cha. Sứ mạng của Thánh nữ Faustina Kowalska. Sứ mạng chính yếu của chị Thánh là nhắc nhở cho chúng ta về những chân lý đức tin ngàn đời nhưng dường như đã bị lãng quên về tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại, và truyền đạt cho chúng ta những hình thức mới mẻ của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, ngõ hầu làm hồi sinh cuộc sống thiêng liêng trong tinh thần tin tưởng và nhân ái của Kitô giáo. Quyển nhật ký Chúa Giêsu Kitô đã truyền cho chị Thánh phải viết trong suốt 4 năm cuối đời chị, là một tư liệu chuyên biệt ghi lại những sự kiện hiện diễn hoặc những biến cố hồi tưởng,
chủ yếu liên quan đến những lần gặp gỡ giữa linh hồn chị với Thiên Chúa. Cần phải có một công trình phân tích mang tính nghiêm túc và học thuật về những tập nhật ký ấy, với mục đích chiết xuất tất cả những gì là thiết yếu đối với sứ mạng của chị Thánh. Công trình này đã được linh mục giáo sư Ignacy Rozicki, một thần học gia xuất chúng và được kính trọng thực hiện. Bản tóm lược công trình thần học mang tính học thuật của cha đã được ấn hành. Dưới tựa đề lòng thương xót Chúa, những đặc điểm cơ bản của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa. So với công trình thần học quan trọng này, tất cả những ấn phẩm trước kia bàn về việc sùng kính lòng thương xót Chúa theo thánh nữ Faustina dường như chỉ quan tâm đến một vài yếu tố hoặc những vấn đề tùy phụ mà thôi. Chẳng hạn, trong một số trường hợp, chỉ nhấn mạnh đến kinh cầu hoặc tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, nhưng lại lơ là với giờ thương xót vô biên. Cha Rozicki đã hướng chúng ta chú ý đến điều này khi nói rằng trước khi làm quen với những yếu tố cụ thể của việc sùng kính lòng thương xót Chúa, chúng ta cần phải ghi nhận rằng trong những yếu tố ấy, chúng ta sẽ không tìm được những tuần cửu nhật hoặc những kinh cầu nổi tiếng và được yêu chuộng. Căn bản cho việc tuyển chọn những lời kinh và những việc đạo đức này chứ không phải những việc khác làm những hình thức mới mẻ của việc sùng kính lòng thương xót Chúa là những lời hứa cụ thể gắn liền với chúng mà Chúa Giê-xu đã hứa ban. Miễn là chúng ta tín thác vào lòng nhân lành của Thiên Chúa và sống nhân ái với những người lân cận. Cha Rozicki chỉ ra 5 yếu tố của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa. Bức hình Chúa Giê-xu thương xót. Kiểu dáng bức hình được tỏ ra trong cuộc thị kiến của chị Faustina ngày 22 tháng 2 năm 1931 trong phòng tư của chị tại tu viện Block. Chị ghi lại lời Chúa truyền trong nhật ký: "Hãy vẽ một bức hình theo như mẫu con nhìn thấy, với hàng chữ Lạy Chúa Giê-xu, con tín thác nơi Chúa. Cha muốn bức hình này, bức hình được con vẽ bằng một cây cọ, sẽ được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh. Chúa Nhật đó sẽ là ngày lễ kính lòng thương xót của cha. Vì vậy, nội dung của bức hình liên hệ gần gũi với phụng vụ của Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa. Hôm đó, giáo hội đọc bài phúc âm theo Thánh Gioan, kể lại biến cố Chúa Kitô sống lại và hiện ra trong nhà tiệc ly và việc thiết lập bí tích hòa giải. Như vậy, bức hình này biểu thị đấng cứu thế phục sinh từ trong cõi chết, đấng đem an bình đến cho nhân loại qua việc tha thứ tội lỗi bằng cái giá cuộc thương khó và tử nạn của người trên thánh giá. Những dòng máu và nước trào ra từ trái tim bị lưỡi đồng đâm thâu và dấu vết các thương tích đóng đinh làm nhớ lại những biến cố ngày thứ 6 tuần thánh. Vì vậy, bức hình đấng cứu thế thương xót kết hợp hai biến cố trong phúc âm và biểu hiện rõ nét về mức độ sung mãn của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Hai luồng sáng là nét nổi bật trong bức hình Chúa Kitô. Chính Chúa Giê-xu khi được hỏi về ý nghĩa bức ảnh đã giải thích, luồng sáng màu lam nhạt tượng trưng nước làm cho linh hồn nên công chính. Luồng sáng màu đỏ tượng trưng máu là sức sống của các linh hồn. Phúc cho linh hồn nào cư ngụ trong nơi nương náu của họ. Bí tích thánh tẩy và bí tích hòa giải thanh tẩy linh hồn. Còn bí tích thánh thể làm cho linh hồn được nên giàu có sung túc. Như vậy, hai luồng sáng tượng trưng cho các bí tích thánh thiện ấy và tất cả những ân sủng của Chúa Thánh Thần. Đấng trong Thánh Kinh được biểu thị bằng nước, cũng như giao ước mới giữa Thiên Chúa và nhân loại trong biểu huyết Chúa Kitô. Bức hình Chúa Giê-xu thương xót thường được gọi rất xứng hợp là bức hình Chúa thương xót, bởi vì bức hình này thể hiện rất rõ nét tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại qua mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Bức hình này không những biểu hiện lòng thương xót Thiên Chúa,
mà còn là một dấu hiệu nhắc nhở nghĩa vụ Kitô hữu phải tín thác vào Thiên Chúa và phải tích cực yêu thương người lân cận. Theo ý Chúa Kitô, bức hình phải mang hàng chữ lạy Chúa Giêsu. Con tín thác nơi Chúa. Người còn tuyên bố, đó sẽ là một vật nhắc nhở về các yêu sách của lòng thương xót cha. Bởi vì dù mạnh mẽ đến mấy, đức tin cũng chẳng ích gì nếu thiếu việc làm kèm theo. Về việc tôn kính bức hình, được hiểu như cách thể hiện thái độ tin tưởng và nhân ái của Kitô giáo, Chúa đã hứa ban những ơn trọng đại. Đó là ơn phần dỗi muôn đời, ơn mạnh tiến trên đường hoàn thiện Kitô giáo, ơn chết lành và tất cả những ơn người ta nài xin Chúa với lòng tin tưởng. Qua bức hình, cha sẽ ban nhiều ân sủng cho các linh hồn. Vậy hãy để mọi người đến được với bức hình ấy. Lễ kính lòng thương xót Chúa. Lễ này được đặt cao nhất trong tất cả những yếu tố của việc sùng kính lòng thương xót Chúa được mặc khải cho Thánh nữ Faustina. Chúa Giêsu đã yêu cầu thiết lập lễ này lần đầu tiên tại Blois vào năm 1931. Khi người tỏ ý muốn về việc vẽ bức hình, cha ước ao có một lễ kính thờ lòng thương xót của cha. Cha muốn bức hình này, bức hình được con vẽ bằng một cây cọ, sẽ được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh. Chúa Nhật đó sẽ là ngày lễ kính lòng thương xót của cha. Việc chọn Chúa Nhật sau lễ phục sinh làm ngày lễ kính lòng thương xót Chúa mang một ý nghĩa thần học sâu xa, nói lên mối tương quan gần gũi giữa mầu nhiệm phục sinh cứu độ với mầu nhiệm lòng thương xót Chúa. Mối tương quan mật thiết này còn được nhấn mạnh hơn nữa qua tuần cửu nhật với chuỗi kinh kính lòng thương xót Chúa, bắt đầu từ ngày thứ sáu tuần thánh để dọn mình mừng lễ. Lễ này không những là một ngày dành riêng để thờ phượng Thiên Chúa trong mầu nhiệm lòng thương xót của người, mà còn là một thời gian ân sủng dành cho mọi người. Chúa Giêsu đã phán, cha ước mong đại lễ kính lòng thương xót cha trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Các linh hồn vẫn cứ hư mất mặc dù đã có cuộc khổ nạn cay đắng của cha. Cha ban cho họ niềm hy vọng sau cùng về phần dỗi. Đó là ngày lễ kính lòng thương xót của cha. Nếu họ không sùng kính lòng thương xót cha, họ sẽ phải hư mất muôn đời. Tầm mức cao quý của ngày lễ này được đo lường bằng mức độ những lời hứa trọng đại mà Chúa đã gắn liền với dịp lễ. Chúa Giêsu đã phán, bất kỳ ai đến với nguồn mạch sự sống sẽ hoàn toàn được xóa sạch tội lỗi và hình phạt. Và trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của cha sẽ được khai mở. Cha trào đổ cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch xót thương của cha. Người nào xưng tội và chịu lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm ấy, mọi chốt ngăn những nguồn thác ân sủng đều được tháo mở. Đừng linh hồn nào sợ đến bên cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm. Để được hưởng nhờ những ơn ích trọng đại ấy, chúng ta phải hội đủ những điều kiện của việc sùng kính lòng thương xót Chúa, tin thác vào lòng nhân lành của Thiên Chúa và sống nhân ái với người chung quanh. Phải sống trong tình trạng ơn thánh xưng tội và hiệp lễ xứng đáng. Chúa Giêsu đã giải thích, không một linh hồn nào sẽ được công chính hóa trước khi quay về với lòng thương xót cha trong niềm tín thác. Đó là lý do Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót cha. Trong ngày đó, các linh mục hãy nói cho mọi người về lòng thương xót vĩ đại khôn giò của cha. Chuỗi kinh lòng thương xót Chúa. Chuỗi kinh này Chúa Giêsu đã dạy cho Thánh nữ Faustina tại Vilnius vào các ngày 13 và 14 tháng 9 năm 1935 như một lời kinh đền tạ hầu làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa.
những ai đọc chuỗi kinh này sẽ dâng lên Thiên Chúa Cha, mình và máu thánh, linh hồn và thần tính của Chúa Giêsu Kitô để đền vì tội lỗi của mình, của người thân và của toàn thế giới. Bằng việc liên kết với hy tế của Chúa Giêsu, họ kêu nài tình yêu vô cùng của Thiên Chúa Cha trên trời dành cho con một và trong người, dành cho toàn thể nhân loại. Bằng lời kinh này, các tín hữu nài xin lòng thương xót cho chính họ và toàn thế giới. Và như thế, họ thực thi một công việc nhân ái. Nếu các tín hữu thêm vào đó một căn bản là lòng tín thác và hội đủ các điều kiện của mọi lời cầu nguyện tốt lành, khiêm nhượng, kiên trì, hợp với thánh ý Chúa, họ có thể trông đợi Chúa Kitô sẽ hoàn thành những lời hứa đặc biệt liên quan đến giờ chết, đó là ơn được sám hối và chết lành. Không chỉ những người đọc chuỗi kinh, mà cả những người hấp hối cũng được lãnh nhận các ơn này khi có người khác đọc kinh nguyện này bên giường của họ. Chúa đã hứa, khi chuỗi kinh này được đọc bên giường người hấp hối, cơn nghĩa nộ Thiên Chúa sẽ dịu xuống, lượng nhân từ vô biên sẽ bao phủ linh hồn ấy. Lời hứa tổng quát là, Cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin Cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý Cha. Bởi vì bất cứ điều gì không phù hợp với thánh ý Chúa đều không tốt cho con người, nhất là cho hạnh phúc đời đời của họ. Trong một dịp khác, Chúa Giêsu đã phán, bằng việc đọc chuỗi kinh, con sẽ đem nhân loại đến gần Cha hơn. Và linh hồn nào đọc chuỗi kinh này sẽ được lòng thương xót Cha ấp ủ trong suốt cuộc sống, và nhất là trong giờ chết. Giờ thương xót vô biên. Trong những hoàn cảnh không được ghi lại đầy đủ trong nhật ký, vào tháng 10 năm 1937, tại Krakow, Chúa Giêsu đã mời chị Thánh hãy tôn vinh giờ chết của người. Mỗi khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ, con hãy dìm mình hoàn toàn trong lòng thương xót của Cha để thờ lạy và tôn vinh. Con hãy kêu nài quyền toàn năng lòng thương xót Cha cho toàn thế giới, nhất là cho các tội nhân đáng thương. Vì vào giờ phút ấy, lượng tình thương được mở ra cho mọi linh hồn. Chúa Giêsu cũng xác định những lời nguyện này rất phù hợp với hình thức tôn sùng lòng thương xót Chúa. Con hãy cố gắng hết sức miễn là bổn phận cho phép để suy ngắm đàng thánh giá trong giờ ấy. Nếu không thể suy ngắm đàng thánh giá, ít là con hãy vào nhà nguyện một lúc để thờ lạy thánh thể. Trái tim đầy lân tuất của Cha, và giả như cũng không thể vào nhà nguyện, con hãy dìm mình vào sự cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu trong một lúc ngắn ngủi. Linh mục giáo sư Rozicki đã liệt kê 3 điều kiện để lời cầu nguyện được dâng lên trong giờ phút ấy được Chúa nhậm lời. 1. Phải thưa lên với Chúa Giêsu. 2. Phải được đọc vào lúc 3 giờ chiều. 3. Phải cậy nhờ đến giá trị và những công nghiệp cuộc thương khó của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã hứa, trong giờ ấy, con xin được mọi sự cho chính con và những linh hồn được con cầu nguyện. Đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới, lòng thương xót vinh thắng phép công thẳng. Truyền bá việc tôn sùng lòng thương xót Chúa. Khi bàn đến những yếu tố thiết yếu của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, Cha Rozicki cũng coi việc truyền bá là một trong các yếu tố việc tôn sùng ấy. Vì Chúa Kitô đã dành một số lời hứa cho việc này, linh hồn nào truyền bá việc sùng kính lòng thương xót Cha. Cha sẽ bao bọc họ suốt đời như mẹ hiền đối với con thơ. Và đến giờ lâm tử của họ, Cha không phải là thẩm phán, nhưng là đấng cứu chuộc đầy lân tuất với họ.
Yếu tính việc sùng kính lòng thương xót Chúa là thái độ tín thác vào Thiên Chúa và tích cực sống nhân ái với người lân cận. Chúa Giêsu phán, Cha khao khát niềm tín thác từ các thụ tạo của Cha, và người mong đợi họ hãy thể hiện lòng nhân ái qua các việc làm, lời nói và lời cầu nguyện. Chúa còn phán, ở mọi nơi và trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái với những người lân cận. Con không được thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay tự miễn cho mình điều ấy. Chúa Kitô muốn những ai thờ phượng người hãy thực hiện mỗi ngày ít nhất một hành vi đức ái với người lân cận. Việc truyền bá việc sùng kính lòng thương xót Chúa không đòi hỏi nhiều lời, nhưng luôn luôn phải có thái độ đức tin Kitô giáo, tín thác vào Thiên Chúa và sống ngày càng nhân ái hơn. Trong cuộc sống của mình, Thánh nữ Faustina đã nêu một tấm gương về công việc tông đồ như thế. Việc sùng kính lòng thương xót Chúa hướng đến mục tiêu canh tân đời sống đạo đức trong giáo hội trong tinh thần tín thác và nhân ái của Kitô giáo. Trong bối cảnh này, chúng ta hãy xét đến ý tưởng về một dòng tu mới mà chúng ta gặp trong những trang của quyển nhật ký. Ước vọng này của Chúa Kitô được dần dần hiện rõ trong suy tư của chị Thánh Faustina, và trải qua một cuộc biến đổi từ một dòng tu chiêm niệm ngặt phép sang hẳn một phong trào kết nạp cả những cộng đoàn tu trì hoạt động, bao gồm nam và nữ, lẫn thành phần giáo dân. Cộng đoàn vĩ đại siêu quốc gia này chỉ là một gia đình, trước tiên nhờ Chúa mà được hợp nhất trong mầu nhiệm lòng thương xót của người, và kế đến là nhờ lòng khát khao, vừa để rải chiếu ánh lòng nhân ái trong tâm hồn và công việc của họ, vừa để vinh quang Chúa được chiếu tỏa nơi mọi tâm hồn. Đó là một cộng đoàn gồm những người khác biệt, tùy theo bậc sống và ơn gọi mỗi người, linh mục, tu sĩ hoặc giáo dân, sống lý tưởng tín thác và nhân ái của phúc âm, đồng thời giao giảng mầu nhiệm cao vời về lòng thương xót Chúa bằng đời sống và lời nói của mình để nài xin ơn thương xót cho thế giới. Sứ mạng của Thánh nữ Faustina có một nền tảng vững chắc trong Thánh Kinh và giáo huấn giáo hội, nhất là phù hợp một cách tuyệt vời với tông huấn Divo in Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng nhân từ, của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Nhật ký lòng thương xót Chúa tập 1. Ái nữ của cha ơi, con hãy tỉ mỉ ghi lại từng câu cha dạy cho con về lòng nhân lành của cha, bởi vì nhờ đó rất nhiều linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi ích. Ôi tình yêu hằng hữu, Chúa truyền vẽ bức hình của Chúa và tỏ cho chúng con nguồn mạch lòng xót thương khôn giò. Chúa chúc lành cho bất cứ ai đến với những luồng sáng của Chúa. Một linh hồn đen đủi cũng được trở nên như tuyết. Ôi Chúa Giêsu ngọt ngào! Chính nơi đây Chúa đã thiết lập ngai tòa xót thương của Chúa để đem đến niềm vui và hy vọng cho nhân loại tội lỗi. Từ trái tim rộng mở của Chúa như một nguồn mạch tinh khiết trào tuôn ủi an cho trái tim và linh hồn hối nhân. Ước chi lời chúc tụng và vinh quang cho bức hình này không bao giờ ngưng trào dâng từ tâm hồn nhân loại. Ước chi mọi trái tim đều dâng lời ca tụng lòng xót thương Chúa. Bây giờ, trong từng giờ, và muôn kiếp muôn đời. Ôi Thiên Chúa của con! Khi nhìn về tương lai, con thấy rợn rùng. Nhưng tại sao lại phải lao vào tương lai? Chỉ có giây phút hiện tại là quý giá với con mà thôi. Vì biết đâu tương lai sẽ không bao giờ đến với hồn con. Con không còn khả năng để thay đổi, sửa sai hay thêm thắt vào quá khứ. Đến các nhà thông thái và ngôn sứ còn chẳng làm nổi điều ấy. Và như thế, điều gì thuộc về quá khứ, con phải giao phó cho Thiên Chúa.
Ôi giây phút hiện tại, ngươi thuộc về tôi, tất cả trọn vẹn. Tôi muốn tận dụng ngươi hết sức có thể. Mặc dù con yếu đuối bé bỏng, nhưng Chúa ban cho con hồng ân quyền toàn năng Chúa. Vì thế, tin thác vào lòng thương xót Chúa. Con bước trên đường đời như một em nhỏ. Hàng ngày con dâng hiến lên Chúa trái tim, cháy bỏng tình yêu cho Chúa được vinh quang hơn. Lạy Vua Trí Nhân, xin hướng dẫn linh hồn con. Ôi Giê-xu của con, nhờ tín thác vào Chúa, con đan kết hàng ngàn vòng hoa, và con biết rồi chúng sẽ nở rộ tất cả. Khi thái dương của Chúa chiếu tỏa trên chúng, ôi nhiệm tích cực thánh cao vời che khuất Thiên Chúa của con. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy ở với con từng phút giây và đừng ngại ngự đến lòng con. Nguyện Chúa được tôn thờ, lạy Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, bây giờ và mãi mãi. Nguyện Chúa được tôn thờ nơi mọi công trình và mọi thụ tạo của Chúa. Lạy Chúa, ước chi lòng thương xót hải hà của Chúa được ngưỡng mộ và chúc vinh. Lạy Chúa, con sẽ ghi lại những cuộc gặp gỡ giữa hồn con với Chúa, những giây phút Chúa ghé đến thăm hồn con. Con sẽ viết về Chúa, lại đấng vô cùng trong tình thương dành cho linh hồn khốn nạn của con. Thánh ý Chúa là sự sống của linh hồn con. Con đã lãnh nhận mệnh lệnh này qua vị đại diện dưới thế của Chúa, người giải thích thánh ý Chúa cho con. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa thấy việc ghi chép như thế thật khó khăn cho con. Con không có khả năng ghi lại rõ ràng những điều cảm nghiệm trong linh hồn. Lạy Chúa, một cây bút có được ghi lại rằng nhiều lần nó không sao viết nổi một chữ hay không? Nhưng lạy Chúa, Chúa truyền lệnh phải viết, và thế là đủ cho con rồi. Năm lên 7 tuổi, tôi đã nghiệm được tiếng gọi Chúa dứt khoát, hồng ân mời gọi vào bậc sống tu trì. Năm lên 7 tuổi, lần đầu tiên trong đời tôi đã nghe được tiếng Chúa trong tâm hồn. Đó là lời mời gọi tôi theo đuổi một nếp sống trọn lành hơn. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng nghe theo tiếng gọi ân sủng ấy. Tôi chẳng gặp được một ai giải thích cho tôi về những điều này. Năm 18 tuổi, tôi tha thiết xin cha mẹ cho vào dòng, nhưng các ngài đã cương quyết từ chối. Sau lần từ chối ấy, tôi đã quay về với những sự phù phiếm ở đời, không còn lưu tâm đến ơn gọi, mặc dù tâm hồn tôi không được thỏa nguyện trong những điều ấy. Tiếng gọi thánh ân không ngừng gây cho tôi rất nhiều trăn trở. Vậy mà tôi đã cố gắng bóp nghẹt bằng những thú vui. Tận thâm tâm, tôi đã lẩn tránh Chúa, dành trọn trái tim cho các thụ tạo. Tuy nhiên, ơn Chúa đã chiến thắng lòng tôi. Lần kia, cùng với người em gái, tôi đi tham dự một buổi khiêu vũ có lẽ tại Los. Giữa lúc ai nấy đang tươi vui thì linh hồn tôi lại cảm thấy những day dứt đai nghiến. Khi bắt đầu khiêu vũ, tôi bỗng thấy Chúa Giê-xu ở ngay bên cạnh. Người đang chịu cực hình, y phục bị tước lột, toàn thân đầy thương tích. Và người than vãn với tôi những lời này: cha còn phải chịu đựng con cho đến bao giờ? Con còn phụ dẫy cha cho đến bao giờ nữa đây? Lúc ấy, tiếng nhạc dìu dạt bỗng ngưng bặt, và những người khiêu vũ với tôi chẳng còn thấy đâu cả. Ở đó chỉ còn Chúa Giê-xu và tôi. Tôi ngồi xuống cạnh người em yêu quý của tôi,
giả vờ nhức đầu để che đậy những điều đang xảy ra trong linh hồn. Một lúc sau, tôi lẻn ra về, bỏ mặc em tôi ở lại với những người khác, và tôi đi về hướng Vương Cung Thánh đường Thánh Stanislaus Kostka. Trời đã nhá nhem tối, trong thánh đường chỉ còn một vài người. Không màng đến những gì đang xảy ra chung quanh, tôi sấp mình xuống trước thánh thể và nài xin Chúa rủ lòng thương cho tôi được biết sẽ phải làm gì kế tiếp. Lúc đó, tôi đã nghe được những lời này, con hãy lập tức đi Warsaw. Con sẽ vào một tu viện ở đó. Tôi ngừng cầu nguyện, trỗi dậy trở về nhà và lo liệu những gì cần giải quyết. Tôi đã hết sức cố gắng để thổ lộ với chị tôi những điều diễn ra trong linh hồn. Tôi nhờ chị thưa lời từ biệt với cha mẹ. Và thế là ngoài bộ đồ duy nhất trên người, không có một hành lý nào khác, tôi đã đến Warsaw. Khi bước xuống xe lửa và thấy mạnh ai đi đường nấy, tôi bàng hoàng hoảng sợ. Tôi sẽ làm gì đây? Phải hướng về ai đây trong khi không quen biết một ai? Thế là tôi cầu với mẹ Thiên Chúa, lạy mẹ Maria, xin dìu dắt, xin hướng dẫn con. Lập tức trong lòng tôi nghe được những lời bảo tôi rời bỏ thành phố và đến một làng lân cận. Ở đó, tôi sẽ tìm được một chỗ trọ an toàn qua đêm. Tôi đã làm theo. Và quả thực mọi sự xảy ra đúng như lời mẹ Thiên Chúa đã dạy tôi. Sáng sớm hôm sau, tôi trở lại thành phố và ghé vào nhà thờ đầu tiên tôi gặp được, nhà thờ Thánh Jacobe trên đường Grozeka tại Ochota, ngoại ô của thành phố Warsaw. Ở đó, tôi bắt đầu cầu nguyện để được biết thánh ý Chúa rõ hơn. Các thánh lễ được cử hành liên tiếp. Trong một thánh lễ, tôi đã được nghe lời này, con hãy đến gặp vị linh mục ấy, cha James Dabrowski, cha sở giáo xứ Thánh Jacobe, và cho ngài biết tất cả. Ngài sẽ dạy con phải làm gì tiếp theo. Sau thánh lễ, tôi lên phòng áo và kể cho vị linh mục tất cả những gì đang diễn ra trong linh hồn, và xin ngài cho biết nên dâng mình ở đâu, trong dòng tu nào. Lúc đầu, vị linh mục cảm thấy ngạc nhiên, nhưng ngài dạy tôi hãy mạnh mẽ tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ lo liệu cho tương lai cho tôi. Ngài nói, bây giờ, cha sẽ gửi con đến trọ với một bà đạo đức Andona Lipsikova, và con hãy ở lại đó cho đến khi vào tu viện. Khi tôi đến gặp người phụ nữ ấy, bà đã tiếp đón tôi rất nồng hậu. Trong thời gian ngụ tại nhà bà, tôi để ý tìm một tu viện, nhưng gõ cửa tu viện nào cũng bị từ chối. Nỗi buồn nặng trĩu tâm hồn, tôi thưa với Chúa Giêsu, lạy Chúa, xin giúp con, xin đừng bỏ con lẻ loi. Cuối cùng, tôi đã gõ cửa nhà dòng của chúng tôi. Khi mẹ bề trên, tức là mẹ tổng quyền Mikae hiện nay ra gặp tôi, sau một lúc nói chuyện, mẹ đã bảo tôi đến gặp chủ nhân nhà dòng và hỏi xem người có nhận tôi không. Tôi hiểu ngay sẽ phải xin điều ấy với Chúa Giêsu. Hết sức vui mừng, tôi lên nhà nguyện và xin Chúa Giêsu, thưa chủ nhân của nhà này, Chúa có nhận con không? Một nữ tu ở đây đã dạy con phải thưa với Chúa như vậy. Tức thì tôi nghe được lời này, cha nhận. Con ở trong trái tim cha. Khi tôi ra khỏi nhà nguyện, mẹ bề trên liền hỏi, "A, Chúa đã nhận rồi phải không?" Tôi thưa, "Vâng ạ." Mẹ nói, nếu Chúa đã nhận thì tôi cũng nhận. Tôi đã được nhận vào dòng như thế,
Tuy nhiên, vì nhiều lý do, tôi vẫn phải sống ngoài thế gian hơn một năm nữa với người phụ nữ đạo đức Andona Lipsikova, nhưng không trở về quê nhà. Hồi đó, tôi phải đương đầu với nhiều khó khăn, nhưng Thiên Chúa đã ban tràn đầy ân sủng của Người cho tôi. Một niềm khao khát Thiên Chúa ngày càng thấm thía trong tôi. Người phụ nữ ấy tuy đạo đức, nhưng không hiểu được hạnh phúc của đời tu trì, nên bà đã theo lòng tốt mà sắp đặt những chương trình cho cuộc đời tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tôi có một tâm hồn lớn lao, không gì có thể lấp đầy. Và vì thế, tôi đã dành trọn vẹn niềm khao khát của mình cho Thiên Chúa. Trong thời gian tuần bát nhật trước lễ kính mình máu Chúa Kitô ngày 25 tháng 6 năm 1925, Thiên Chúa đã ban tràn đầy ánh sáng cho linh hồn tôi hiểu biết sâu xa rằng Người là đấng toàn thiện toàn mỹ. Tôi đã hiểu Thiên Chúa yêu thương tôi là dường nào. Tình yêu Người dành cho tôi là tình yêu muôn thuở. Lúc ấy là giờ kinh chiều. Với những lời kinh đơn sơ trào dâng tự đáy lòng, tôi đã tuyên khấn với Chúa giữ đức khiết tịnh trọn đời. Từ giây phút ấy, tôi cảm thấy một tình thân nồng nàn với Chúa, đấng tình quân của tôi. Cũng từ lúc ấy, tôi lập một gian phòng nhỏ trong tâm hồn. Để ở đó, lúc nào tôi cũng có thể tình tự với Chúa Giêsu. Cuối cùng, cánh cửa tu viện cũng mở ra đón nhận tôi hôm ấy là ngày 1 tháng 8 năm 1925. Vào chiều tối, vọng lễ nữ vương các thiên thần. Tôi cảm thấy hạnh phúc trào tràn. Lúc ấy, dường như tôi đã bước vào cuộc sống thiên đàng. Một lời kinh đã trào dâng từ tâm hồn tôi. Một lời kinh tạ ơn. Tuy nhiên, 3 tuần lễ sau đó, tôi nhận ra ở đây dành quá ít thời giờ cho việc cầu nguyện và có nhiều điều rỉ rón với linh hồn tôi nên vào một cộng đoàn tu trì ngặt phép hơn. Ý tưởng này bám riết linh hồn tôi, nhưng thánh ý Chúa không có trong đó. Tuy vậy, ý tưởng ấy, đúng hơn là cơn cám dỗ ấy, ngày càng mãnh liệt đến độ tôi đã quyết định một ngày sẽ thưa với mẹ bề trên về việc ra đi, dứt khoát rời bỏ tu viện. Nhưng Thiên Chúa đã an bài các hoàn cảnh khiến tôi không sao gặp được mẹ bề trên Mikae. Trước lúc đi ngủ, tôi ghé vào nhà nguyện nhỏ và xin Chúa Giêsu soi sáng trong vấn đề này. Nhưng tôi không nhận được gì trong linh hồn, ngoại trừ một sự day dứt kỳ lạ không sao hiểu nổi. Nhưng bất chấp tất cả, tôi quyết định ngay sau thánh lễ sáng hôm sau sẽ xin gặp mẹ bề trên để thưa về quyết định của tôi. Tôi trở về phòng riêng. Các chị em đã đi ngủ, cả đèn đã tắt hết. Tôi vào phòng, lòng đầy những trằn trọc băn khoăn, không biết phải làm gì bây giờ. Tôi vật mình xuống đất và cất lời tha thiết cầu nguyện để tìm biết thánh ý Chúa. Một sự vắng lặng bao trùm khắp nơi, như thể trong nhà tạm. Tất cả chị em đang ngon giấc như những bánh thánh được xếp trong chén thánh của Chúa Giêsu. Riêng từ gian phòng của tôi, Thiên Chúa có thể nghe thấy tiếng thở than của một linh hồn. Tôi không biết có được cầu nguyện trong phòng sau 9 giờ mà không cần phép hay không. Một lát sau, ánh sáng tràn ngập gian phòng. Và trên bức màn, tôi nhìn thấy thánh nhân u sầu của Chúa Giêsu. Trên thánh nhan Người còn đó những thương tích há miệng, với những giọt nước mắt lã chã rớt xuống tấm đệm trên giường tôi. Không hiểu tất cả điều ấy có ý nghĩa gì, tôi liền thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu, ai đã làm cho Chúa đau đớn giường ấy? Và Chúa Giêsu nói với tôi:
Chính con gây cho cha nỗi đau đớn này nếu như con rời bỏ tu viện. Đây là nơi cha đã gọi con, chứ không phải một nơi nào khác. Và cha đã dọn sẵn nhiều ơn thánh cho con. Tôi này xin Chúa Giêsu tha thứ và lập tức thay đổi quyết định của mình. Hôm sau nhằm ngày xưng tội, tôi trình bày đầu đuôi những gì đã xảy ra trong linh hồn. Và cha giải tội đã cho tôi biết từ đây thánh ý Chúa đã rõ ràng. Tôi phải ở lại cộng đoàn này và thậm chí không được phép nghĩ đến một dòng tu nào khác. Kể từ đó, lúc nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Sau đó một thời gian ngắn, tôi ngã bệnh do kiệt sức. Mẹ bề trên quý yêu đã cho tôi cùng hai chị khác đến Scolimo, một nơi không xa Warsaw, để dưỡng sức. Lúc ấy, tôi hỏi Chúa nên cầu nguyện cho ai khác nữa. Chúa Giêsu đáp rằng tối hôm sau người sẽ tỏ cho tôi biết. Đêm hôm sau tôi được thấy thiên thần bản mệnh và Ngài ra lệnh cho tôi đi theo. Tôi đang ở trong một nơi mù mịt, đầy những lửa cháy. Trong đó có rất nhiều linh hồn đang quằn quại. Các ngài cầu nguyện sốt sắng, nhưng lại không lãnh nhận được gì. Chỉ chúng ta mới có thể giúp đỡ họ được. Những ngọn lửa đang thiêu đốt các vị ấy không chạm vào tôi chút nào. Tôi hỏi các linh hồn ấy đau khổ nào làm các ngài cay cực nhất. Họ đồng thanh đáp cực hình kinh khiếp nhất của họ chính là nỗi khao khát Thiên Chúa. Tôi cũng thấy Đức Mẹ xuống thăm các linh hồn trong luyện ngục. Các linh hồn xưng tụng mẹ là sao biển. Mẹ mang theo sự dịu mát cho các linh hồn. Tôi muốn nói chuyện với các linh hồn thêm một lúc nữa, nhưng thiên thần bản mệnh đã vẫy tôi về. Chúng tôi ra khỏi ngục tù đau đớn ấy. Tôi nghe một tiếng nói trong lòng nhân lành của cha không muốn điều ấy, nhưng phép công bình đòi phải như vậy. Kể từ đó, tôi kết hợp mật thiết hơn với các linh hồn đau khổ ấy. Cuối thời gian thỉnh viện ngày 29 tháng 4 năm 1926, các bề trên có lẽ là mẹ Leonard và mẹ Jean gửi tôi đến tập viện tại Krakow. Một niềm vui mênh mang dạt dào linh hồn tôi. Khi chúng tôi đến tập viện, chị ấy Henry đang hấp hối. Một vài hôm sau, chị hiện về linh hồn sau khi qua đời và bảo tôi đến gặp mẹ giám tập Margaret để nhờ mẹ thỉnh cầu vị giải tội của chị là cha Rospon dâng một thánh lễ và ba lời nguyện tắt để cầu cho chị. Ban đầu tôi đồng ý, nhưng hôm sau, tôi quyết định không đến gặp mẹ giám tập nữa bởi vì không dám chắc điều ấy là thực tế hoặc chỉ là giấc mơ. Và vì thế, tôi không đi. Đêm hôm sau, điều ấy lại xảy ra rõ ràng hơn. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, đến sáng, tôi lại quyết định không kể cho mẹ giám tập, trừ phi tôi được thấy chị Henry trong ngày. Một lần nữa, tôi lại gặp chị tại hành lang. Chị trách tôi đã không đi lập tức, và một sự day dứt đay nghiến linh hồn tôi. Thế là tôi liền đi gặp và kể cho mẹ giám tập tất cả những gì đã xảy ra. Mẹ cho biết sẽ lưu tâm đến chuyện ấy. Tức khắc, niềm bình an rào rạt linh hồn tôi. Và đến ngày thứ ba, chị ấy lại đến gặp tôi và nói: "Xin Chúa trả công cho chị." Ngày tôi được mặc áo ròng, Thiên Chúa đã cho tôi biết sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Tôi thấy rõ tôi đang hiến thân cho điều gì. Tôi đã trải nghiệm một giây phút của nỗi đớn đau ấy. Nhưng lúc đó, Thiên Chúa lại trao đổ cho linh hồn tôi những niềm ủi an vô bờ. Gần hết năm đầu trong thời gian tập viện, bóng tối đã bắt đầu bao phủ linh hồn tôi.
tôi không còn cảm thấy ủi an trong lúc cầu nguyện và phải hết sức cố gắng để nguyện gẫm. Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tôi. Càng đi sâu vào bản thân, tôi chỉ thấy toàn những khốn nạn thê thảm. Nhưng tôi cũng thấy rõ ràng sự thánh thiện cao vời của Thiên Chúa. Tôi không dám ngước mắt chiêm ngắm người, nhưng sấp mình tận cát bụi dưới chân người và khẩn nài lòng thương xót. Linh hồn tôi sống trong tình trạng ấy gần 6 tháng trời. Mẹ giám tập quý yêu của chúng tôi, Mary Joseph, đã đem đến cho tôi sự can đảm trong những thời gian não nề ấy. Nhưng nỗi đau càng ngày càng tê tái. Năm thứ 2 trong thời gian tập viện của tôi gần đến. Mỗi khi nghĩ đến việc tuyên giữ các lời khấn, linh hồn tôi run rùng. Tôi không hiểu mình đang đọc gì. Tôi không thể nguyện gẫm. Dường như những kinh nguyện của tôi không làm cho Chúa thỏa lòng. Việc lãnh thụ các nhiệm tích của tôi hình như chỉ xúc phạm nhiều hơn đến Thiên Chúa mà thôi. Nhưng dù vậy, cha giải tội Theodore vẫn không cho tôi bỏ rước lễ một lần nào. Thiên Chúa đang hoạt động một cách hết sức lạ kỳ trong linh hồn tôi. Tôi không hiểu gì về những điều cha giải tội chỉ dạy. Những chân lý đức tin giản đơn cũng trở nên không sao hiểu nổi đối với tôi. Linh hồn tôi trong cảnh phiền muộn, không tìm đâu được niềm an ủi. Và rồi đến tình trạng tôi yên chí mình đã bị Thiên Chúa ruồng bỏ. Tư tưởng khủng khiếp này xuyên thấu linh hồn tôi. Giữa cơn thống khổ ấy, linh hồn tôi bắt đầu cảm nghiệm nỗi tang tóc sự chết. Tôi đã muốn chết cho xong mà không sao chết được. Một tư tưởng lởn vởn đến với tôi, cố gắng tập tành các nhân đức để làm gì? Tại sao lại phải khổ chế bản thân trong khi mọi sự đều gớm ghiếc trước mặt Chúa? Khi trình bày điều này với mẹ giám tập, tôi đã được trả lời thế này. Chị yêu quý, chị hãy biết Thiên Chúa đã tuyển chọn chị để sống mật thiết với người trên thiên đàng. Chị hãy hết lòng tín thác vào Chúa Giêsu. Nghĩ đến việc bị Thiên Chúa ruồng bỏ là một cực hình thực sự kinh hoàng đối với những người bị đọa phạt. Tôi chạy đến với các thương tích Chúa Giêsu và lặp đi lặp lại những lời tín thác. Nhưng những lời này đối với tôi lại trở thành một cực hình phũ phàng hơn nữa. Tôi đến với Thánh Thể và ngỏ lời với Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Chúa đã phán rằng, người mẹ không quên được đứa con nhỏ của bà. Chúa cũng không bao giờ quên thụ tạo của Chúa. Và cho dù người mẹ có quên con bà đi nữa, thì ta, Thiên Chúa, cũng không bao giờ quên được thụ tạo của ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa có nghe lời rên xiết của linh hồn con không? Xin đoái nghe những lời than van đớn đau của đứa con nhỏ của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa bởi vì trời đất có thể qua đi, nhưng lời Chúa phán sẽ vững bền mãi mãi. Tuy vậy, tôi vẫn không tìm được một giây phút khuây khỏa. Một ngày kia, ngay khi vừa tỉnh giấc và đang đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, tôi bỗng bị đè bẹp dưới nỗi ê chề. Bóng tối tràn ngập linh hồn tôi. Tôi đã dáng sức chiến đấu cho đến trưa. Đến chiều, những nỗi hãi hùng kinh hoàng bắt đầu xâm chiếm tôi. Sức lực thân xác tôi cũng bắt đầu lìa bỏ tôi. Tôi đi nhanh về phòng, quỳ gối trước tượng chuộc tội và cất tiếng kêu xin Chúa thương xót. Nhưng Chúa Giêsu không đoái hoài đến những lời than khóc của tôi. Tôi cảm thấy sức lực đã cạn kiệt hoàn toàn. Tôi sấp mình xuống đất. Nỗi thất vọng tràn ngập tất cả linh hồn tôi. Tôi đã chịu những cơn cực hình khủng khiếp không khác gì những cực hình hỏa ngục. Tôi phải ở trong thảm trạng ấy suốt 3 khắc đồng hồ. Tôi muốn đi gặp mẹ giám tập, nhưng quá dã rời.
Tôi muốn hét lên nhưng không sao thành tiếng. May mắn thay, một chị tập sinh khác, chị Placida Putira, đi vào phòng của tôi. Thấy tôi trong tình trạng kỳ lạ ấy, chị lập tức cho mẹ giám tập biết. Và mẹ đến lập tức. Vừa bước vào phòng tôi, mẹ đã lên tiếng. Nhân danh Đức vâng lời, chị hãy trỗi dậy khỏi mặt đất. Lập tức có một năng lực nâng tôi dậy và tôi đứng sát bên mẹ giám tập. Với những lời dịu dàng, mẹ bắt đầu giải thích cho tôi đây là một thử thách Chúa gửi đến. Mẹ nói, chị hãy hết lòng tín thác. Thiên Chúa lúc nào cũng là cha chúng ta, kể cả khi người gửi thử thách đến cho chúng ta. Trở về với những nhiệm vụ của mình, tôi như vừa ra khỏi phần mộ. Các giác quan tràn ngập những điều linh hồn tôi đã trải nghiệm. Trong giờ kinh chiều, linh hồn tôi bắt đầu quằn quại giữa tối tăm kinh khủng. Tôi thấy mình ở dưới quyền lực của Thiên Chúa công thẳng, còn tôi là đối tượng cơn nghĩa nộ của người. Trong những giờ phút kinh hoàng ấy, tôi đã thưa lên cùng Thiên Chúa, lạy Chúa Giêsu. Trong phúc âm Chúa đã tự ví như một người mẹ rất dịu hiền. Con tín thác vào lời Chúa, vì Chúa là chân lý và là sự sống. Lạy Chúa Giêsu, dù thế nào đi nữa, con vẫn tín thác nơi Chúa, bất chấp mọi cảm giác nội tâm chống lại niềm cậy trông. Xin hãy thực hiện những gì Chúa muốn về con. Con sẽ không bao giờ bỏ Chúa, vì Chúa là nguồn mạch sức sống của con. Chỉ những ai đã từng trải qua những giờ phút tương tự mới có thể hiểu được nỗi khốn cực ấy của linh hồn khủng khiếp như thế nào. Đêm hôm đó, mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi, mẹ bồng Chúa Giêsu hài nhi trên tay. Linh hồn tôi tràn ngập niềm vui và tôi thưa, lạy mẹ Maria, hiền mẫu của con, mẹ có biết con phải đau khổ kinh khủng thế nào không? Và mẹ Thiên Chúa trả lời, mẹ biết con đau khổ nhiều, nhưng con đừng sợ hãi. Mẹ chia sẻ nỗi khổ đau của con và mẹ sẽ luôn làm như thế. Mẹ mỉm cười thân ái rồi biến đi. Lập tức, một nguồn sức mạnh và can đảm lớn lao lại bùng dậy trong linh hồn tôi. Nhưng việc đó cũng kéo dài được một ngày. Dường như hỏa ngục đã giấy mưu chống lại tôi. Một sự thù ghét kinh khủng bắt đầu bộc phát trong linh hồn tôi. Căm ghét tất cả những gì là thánh thiện và thuộc về Chúa. Dường như những cực hình tinh thần này sẽ là kiếp phận suốt quãng đời còn lại của tôi. Tôi hướng về thánh thể và thưa cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, tình quân của con, Chúa không thấy linh hồn con đang hao mòn vì khao khát Chúa hay sao? Sao Chúa nỡ ẩn mặt với một con tim thành tâm mến Chúa như vậy? Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con. Nguyện thánh ý Chúa được thực hiện nơi con. Con sẽ chịu đau khổ lặng thinh như một chú chim câu, không lời thở than. Con sẽ không để cho lòng mình thốt ra dù một lời than van não nề. Cuối năm tập, đau khổ không dịu bớt. Tình trạng suy nhược thể lý miễn trước cho tôi tất cả những việc thiêng liêng chung với cộng đoàn. Tức là chúng sẽ được bù lại bằng những lời than thở vắn tắt. Thứ sáu tuần thánh ngày 16 tháng 4 năm 1928, Chúa Giêsu làm trái tim tôi bừng cháy trong ngọn lửa tình yêu của người. Điều này xảy ra trong giờ chầu tối. Bỗng nhiên, sự hiện diện thần linh xâm chiếm tôi và làm tôi quên hết mọi sự. Chúa Giêsu cho tôi hiểu biết người đã chịu đau khổ cho tôi như thế nào. Việc này xảy ra rất nhanh. Một niềm khao khát mãnh liệt, một niềm thao thức yêu mến Chúa.
tuyên lời khấn tạm lần đầu tiên. Ngày 30 tháng 4 năm 1928. Một ước vọng muốn hủy mình vì Chúa với một tình yêu tích cực, nhưng là một tình yêu không ai nhận thấy, ngay cả những chị em gần gũi nhất với tôi. Tuy nhiên, sau khi tuyên khấn, cảnh tối tăm vẫn tiếp tục ngự trị trong linh hồn tôi gần một nửa năm nữa. Một lần nọ, khi tôi đang cầu nguyện, Chúa Giêsu đoạt chiếm toàn thể linh hồn tôi, bóng tối tan biến, và tôi nghe được trong mình những lời sau đây: con là niềm vui của cha, con là hoan lạc của cha. Từ lúc đó, tôi cảm nhận được Thiên Chúa ba ngôi trong tâm hồn, tức là ở trong tôi. Tôi cảm thấy được ngập lút trong ánh sáng thần linh. Cũng từ lúc đó, linh hồn tôi được ở trong sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, như một con trẻ với người cha yêu quý của mình. Một lần nọ, Chúa Giêsu truyền cho tôi: con hãy đến với mẹ bề trên, có lẽ là mẹ Gia-pha-en, và xin mẹ cho con mặc áo nhặm 7 ngày. Mỗi đêm một lần con hãy trỗi dậy và lên nhà nguyện. Tôi thưa vâng. Nhưng lúc phải đi gặp mẹ bề trên, tôi nhận thấy khó khăn thực sự. Tối hôm đó, Chúa Giêsu hỏi: con sẽ trì hoãn bao lâu đây? Tôi quyết tâm sẽ thưa mẹ bề trên ngay lần gặp mẹ liền sau đó. Ngày hôm sau, gần đến giờ ngọ, tôi thấy mẹ bề trên đi về phía nhà ăn, và bởi vì nhà bếp, nhà ăn và gian phòng nhỏ bé của chị Aloysia ở gần nhau, nên tôi mời mẹ vào phòng của chị Aloysia và thưa với mẹ về ý muốn của Chúa Giêsu. Lúc ấy, mẹ trả lời: tôi không cho chị mặc áo nhặm nào cả. Tuyệt đối không. Nếu Chúa Giêsu ban cho chị sức khỏe như một người lực lưỡng, thì khi đó tôi mới cho phép chị thực hành những việc khổ chế ấy. Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời giờ của mẹ rồi rời gian phòng. Vào lúc đó, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang đứng tại cửa phòng ăn nên thưa với người: Chúa truyền con xin phép thực hiện những việc khổ chế này, nhưng mẹ bề trên lại không ban phép. Chúa Giêsu đáp: cha ở đây trong lúc con thưa chuyện với bề trên và đã biết tất cả. Cha không đòi con phải thực hành khổ chế, nhưng là phải vâng lời. Bằng sự vâng lời, con dâng lên một vinh quang lớn lao cho cha và lập công phúc cho chính con. Khi nghe biết về mối tương giao thân mật giữa tôi với Chúa Giêsu, một vị bề trên có lẽ mẹ Jane đã xác quyết là tôi đang lừa dối mình. Mẹ cho tôi biết Chúa Giêsu chỉ tương giao thân mật như thế với các vị thánh, chứ không phải với hạng tội lỗi giống như chị đâu. Chị à! Sau đó, tôi dường như không còn tín nhiệm vào Chúa Giêsu. Trong một lần chuyện vãn với Chúa vào buổi sáng, tôi thưa với người: lạy Chúa Giêsu, Chúa có phải là ảo tưởng hay không? Chúa Giêsu đã trả lời: tình yêu của cha không lừa dối ai. Vào một dịp kia, khi đang suy ngẫm về Chúa ba ngôi, về yếu tính của Thiên Chúa, tôi thực lòng muốn biết và thấu hiểu Thiên Chúa là đấng nào. Bỗng nhiên, linh hồn tôi được cất lên như thể sang thế giới bên kia. Tôi nhìn thấy một vầng sáng không sao đến gần được, và trong ánh sáng đó xuất hiện như ba nguồn sáng mà tôi không thể hiểu. Và từ ánh sáng ấy phát ra những lời dưới dạng sấm chớp bao phủ cả trời đất. Tôi cảm thấy rất buồn vì không hiểu gì cả. Bỗng nhiên, Chúa cứu thế vô cùng khả ái của chúng ta từ trong biển ánh sáng không thể đến gần ấy bước ra, tuyệt vời khôn tả với những thương tích ngời sáng của người.
và từ ánh sáng ấy phát ra lời. Thiên Chúa là đấng tự hữu tự yếu tính. Không ai dò thấu được người, dù là tâm trí thiên thần hay nhân loại. Chúa Giêsu phán với tôi, con hãy nhận biết Thiên Chúa bằng cách chiêm ngắm các ưu phẩm của người. Một lúc sau, Chúa giơ tay ban phép lành rồi biến đi. Một lần kia, tôi nhìn thấy một đám người rất đông ở bên trong và phía trước nhà nguyện, ở cả ngoài đường vì trong nhà nguyện không còn chỗ. Nhà nguyện được trang trí để mừng lễ. Cũng có rất đông giáo sĩ gần bàn thờ. Và rồi chị em chúng tôi và các nữ tu của nhiều dòng khác nữa. Ai nấy đang chờ đợi một người bước lên chỗ trên bàn thờ. Bỗng tôi nghe có tiếng nói rằng chính tôi là người phải lên chỗ ấy trên bàn thờ. Nhưng ngay khi tôi vừa rời hành lang, băng qua khoảng sân và tiến vào nhà nguyện theo tiếng nói đã kêu gọi tôi, thì mọi người bắt đầu ném vào tôi với bất cứ thứ gì họ đang có trong tay, bùn, đá, cát, chổi, khiến tôi lúc đầu lưỡng lự không muốn tiến lên. Nhưng tiếng nói kia vẫn kêu gọi tôi thành khẩn hơn nữa. Thành ra tôi bước đi can đảm. Khi tôi vào nhà nguyện, các vị bề trên, các nữ tu, các học sinh và kể cả cha mẹ tôi đều tra tay đánh tôi bằng bất cứ thứ gì họ có. Và dù muốn dù không, tôi đành phải nhanh chóng bước lên chỗ trên bàn thờ. Ngay khi tôi vừa lên nơi đó, cũng những học sinh, nữ tu, các bề trên ấy và cả cha mẹ tôi nữa, tất cả đều bắt đầu giơ tay xin tôi ban ơn lành. Còn tôi không còn ác cảm nữa tuy họ đã ném đủ thứ vào mình tôi. Tôi ngạc nhiên vì cảm thấy một tình thương yêu rất đặc biệt đối với những người vừa cưỡng ép tôi phải đi nhanh chóng đến chỗ dành sẵn cho tôi. Đồng thời, linh hồn tôi dạt dào niềm hạnh phúc khôn tả và nghe được những lời này. Con hãy làm bất cứ điều gì con muốn. Con hãy phân phát các ơn lành như ý con, cho bất cứ ai con muốn và bất cứ khi nào con muốn. Và ngay lúc đó, thị kiến chấm dứt. Một lần khác, tôi được nghe những lời này. Con hãy đến với mẹ bề trên và xin phép trầu mỗi ngày một giờ trong suốt tuần cửu nhật. Trong giờ trầu ấy, con hãy cố gắng kết hợp trong lời cầu nguyện với mẹ Thánh Cha. Con hãy cầu nguyện bằng tất cả tâm hồn trong sự kết hợp với Đức Mẹ Maria và hãy cố viếng Đảng Thánh Giá trong giờ đó. Tôi đã được phép, mặc dù không đủ một giờ, nhưng bất cứ giờ nào có thể sau khi đã hoàn thành các việc phận sự. Tôi làm tuần cửu nhật với ý cầu nguyện cho Tổ quốc. Đến ngày thứ bảy trong tuần cửu nhật, tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa mặc áo trắng tinh giữa trời và đất. Mẹ đang cầu nguyện, tay chắp trước ngực và mắt hướng về trời. Từ trái tim mẹ phát ra những tia sáng rực rỡ, một số hướng lên trời và một số khác bao phủ Tổ quốc chúng tôi. Khi tôi kể lại điều này và một số những chuyện khác cho cha giải tội của tôi, Ngài đáp rằng những điều ấy có thể thực sự phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng cũng có thể do ảo tưởng. Vì thường xuyên bị thay đổi công tác, tôi không thể có được một cha giải tội nhất định. Hơn nữa, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc trình bày những điều này. Tôi tha thiết xin Chúa thương ban cho tôi một ơn trọng đại, đó là có một vị linh hướng. Nhưng nguyện ước của tôi chỉ được nhậm lời sau khi vĩnh thệ. Khi tôi được chuyển đến Vilnius, đó là cha Sopoko, Chúa đã cho tôi được nhìn thấy Ngài trong một thị kiến trước khi tôi đến Vilnius. Ôi! Giả như có được một cha linh hướng ngay từ ban đầu,
có lẽ tôi đã không phí phạm rất nhiều ơn Chúa đến thế. Cha giải tội giúp đỡ rất nhiều, nhưng Ngài cũng có thể gây ra rất nhiều tai hại cho linh hồn. Ôi! Các cha giải tội phải cẩn trọng lưu ý đến hoạt động của ơn Chúa trong linh hồn các hối nhân. Đó thực là một vấn đề hết sức quan trọng. Qua các ơn Chúa ban cho một linh hồn, người ta có thể nhận biết mức độ tương thân giữa họ với Thiên Chúa. Một lần kia, tôi bị triệu đến tòa Chúa phán xét. Tôi đứng một mình trước mặt Chúa. Chúa Giêsu xuất hiện như chúng ta thấy người trong cuộc thương khó. Một lúc sau, những thương tích đều biến mất, ngoại trừ năm dấu thánh ở chân, tay và cạnh sườn của người. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy tình trạng đích thực của linh hồn tôi như Thiên Chúa nhìn thấy vậy. Tôi có thể thấy tất cả những gì làm mất lòng Chúa. Tôi không biết rằng những sai phạm cho dù mọn mạy đến đâu đi nữa cũng đều phải trả lẽ. Thật là một phút giây kinh hoàng. Ai có thể tả được? Đứng trước tôn nhan Thiên Chúa ba lần thánh, Chúa Giêsu hỏi tôi, con là ai? Tôi thưa lại, lạy Chúa, con là nữ tỳ của Chúa. Con đã phạm tội đáng phải phạt một ngày trong lửa luyện ngục. Tôi muốn lập tức gieo mình vào những ngọn lửa luyện ngục. Nhưng Chúa Giêsu cản tôi lại và phán, con muốn điều nào hơn? Hoặc là bây giờ chịu phạt một ngày trong luyện ngục, hoặc là một thời gian ngắn trên trần gian. Tôi thưa lại, lạy Chúa Giêsu, con muốn được chịu đau khổ trong luyện ngục hơn, nhưng con cũng muốn chịu cả những đau khổ lớn lao nhất trên trần gian, mặc dù phải chịu cho đến tận thế. Chúa Giêsu đáp, một điều cũng đủ. Con sẽ trở về trần gian và con sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng không lâu đâu. Con sẽ hoàn tất thánh ý và những mong ước của cha, và một đầy tớ trung thành của cha sẽ giúp con thực hiện điều ấy. Bây giờ, con hãy tựa đầu vào lòng cha, vào trái tim cha mà hấp thụ sức mạnh và dũng khí để chịu những đau khổ này. Bởi vì con sẽ không tìm được khuây khỏa, trợ giúp hoặc ủi an ở bất cứ nơi nào khác. Con hãy biết có nhiều điều, rất nhiều điều cho con chịu đựng, nhưng đừng để điều ấy làm con hoảng sợ. Cha ở với con. Ngay sau đó, tôi ngã bệnh. Tình trạng yếu nhược thể lý đối với tôi là một trường dạy nhẫn nại. Chỉ có Chúa Giêsu mới biết tôi đã phải dùng bao nhiêu nghị lực và ý chí để hoàn thành việc bổn phận. Để thanh luyện một linh hồn, Chúa Giêsu dùng bất cứ khí cụ nào người muốn. Linh hồn tôi đã bị các thụ tạo xa lánh hoàn toàn. Những ý hướng tốt lành nhất của tôi cũng bị chị em hiểu lầm. Một hình thức đau khổ thật tê tái. Nhưng Thiên Chúa lại để như vậy. Và chúng ta phải chấp nhận bởi vì nhờ đó chúng ta mới trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Suốt một thời gian dài tôi vẫn không sao hiểu nổi một điều, đó là tại sao Chúa Giêsu truyền cho tôi phải trình bày tất cả mọi việc cho các bề trên của tôi. Nhưng các ngài lại không tin những điều tôi nói và đối xử với tôi một cách thương hại như thể tôi đang dối mình hoặc bị ảo tưởng. Thế là vì tin mình đang ảo tưởng, trong lòng tôi dốc quyết lẩn lánh Chúa Giêsu vì sợ các ảo tưởng kia. Nhưng ơn Chúa vẫn dõi theo tôi từng bước. Và Thiên Chúa đã phán dạy tôi trong những lúc ít ngờ tới nhất. Một ngày kia, Chúa Giêsu cho tôi biết người sẽ thực hiện thanh tẩy thành phố xinh đẹp nhất của đất nước tôi có lẽ là Warsaw. Cuộc thanh tẩy này sẽ như cuộc thanh tẩy Thiên Chúa đã trừng phạt hai thành Sodoma và Gomorrah. Tôi nhìn thấy cơn nghĩa nộ kinh khủng của Thiên Chúa và cơn dùng mình xuyên thấu tâm hồn tôi. Tôi thầm thĩ cầu nguyện.
Sau một lúc, Chúa Giêsu phán với tôi rằng: "Con nhỏ của Cha, con hãy liên kết mật thiết với Cha trong cuộc hiến tế của Cha. Hãy dâng máu thánh và các thương tích của Cha lên Cha Cha để đền bù tội lỗi của thành phố ấy. Con hãy không ngừng lặp lại việc ấy trong thánh lễ. Con hãy làm như vậy trong 7 ngày. Vào ngày thứ 7, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trong vầng mây sáng ngời và tôi lên tiếng xin người đoái thương thành phố và toàn thể đất nước chúng tôi. Chúa Giêsu nhìn xuống rất nhân lành. Khi nhìn thấy vẻ nhân lành của Chúa Giêsu, tôi liền khẩn nài người chúc lành. Ngay lúc đó, Chúa Giêsu phán rằng: "Vì con mà Cha chúc lành cho toàn thể tổ quốc của con." Rồi người giơ rộng tay ban phép lành trên toàn thể đất nước chúng tôi. Nhìn thấy lòng nhân hậu của Thiên Chúa, linh hồn tôi tràn ngập một niềm vui vô bờ. Năm 1929, một lần kia, trong giờ thánh lễ, tôi cảm nhận được sự gần gũi với Thiên Chúa rất đặc biệt. Mặc dù tôi cố ngoảnh đi và trốn tránh người. Trong nhiều dịp, tôi đã lẩn tránh Thiên Chúa vì không muốn trở thành nạn nhân của thần dữ như nhiều người đã hơn một lần cho tôi biết về trường hợp như vậy. Và tình trạng phấp phỏng này kéo dài một thời gian. Trong thánh lễ, trước giờ hiệp lễ, chúng tôi tuyên lại các lời khấn. Khi chúng tôi rời hàng ghế quỳ và bắt đầu tuyên đọc công thức khấn, Chúa Giêsu trong y phục trắng với dây thắt lưng bằng vàng bỗng hiện đến bên cạnh tôi và phán: "Cha dành cho con một tình yêu muôn thuở để sự thanh khiết của con không bị mờ ố và một dấu chỉ là con sẽ không bao giờ phải chịu cám dỗ về đức khiết tịnh." Chúa Giêsu cởi dây đai lưng của người ra và thắt cho tôi. Kể từ đó, tôi không bao giờ bị tấn công trong tâm hồn hoặc trong trí khôn về nhân đức này. Về sau, tôi hiểu ra đó là một trong những ơn trọng đại nhất mà Đức Thánh Trinh Nữ Maria đã xin cho tôi, bởi vì trong suốt nhiều năm tôi vẫn nài xin mẹ ơn ấy. Cũng từ đó, tôi cảm thấy càng ngày càng sùng kính mẹ Thiên Chúa hơn. Mẹ đã dạy cho tôi biết yêu mến Thiên Chúa trong tâm hồn và thực thi thánh ý người trong mọi sự. Lạy mẹ Maria, mẹ là niềm vui, bởi vì nhờ mẹ, Thiên Chúa đã giáng thế và đến với tâm hồn của con. Một lần kia, tôi nhìn thấy một đầy tớ của Chúa gặp nguy cơ sắp phạm tội trọng. Tôi liền kêu nài Chúa đoái thương đổ xuống trên tôi mọi khổ hình hỏa ngục và tất cả những đau khổ người muốn để vị linh mục này được giải thoát và được cất khỏi dịp tội. Chúa Giêsu đã nhậm lời. Và ngay lúc ấy, tôi cảm nhận có một mão gai trên đầu. Những chiếc gai độc dữ đâm phập vào đầu tôi đến tận óc não. Cơn đau kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Người đầy tớ của Chúa được cứu thoát khỏi tội và linh hồn Ngài được mạnh mẽ nhờ một hồng ân đặc biệt của Chúa. Một lần kia, vào ngày lễ Giáng sinh năm 1928, tôi cảm nghiệm được quyền toàn năng và sự hiện diện của Thiên Chúa bao bọc tôi. Và một lần nữa, tôi trốn tránh cuộc hội kiến nội tâm với Chúa. Tôi xin phép mẹ bề trên ban phép cho tôi đi Josephine để thăm các chị em ở đó. Mẹ bề trên đồng ý. Và chúng tôi khởi hành ngay sau bữa trưa hôm đó. Các chị đứng chờ tại cổng tu viện trong lúc tôi chạy về phòng để lấy áo choàng. Khi trở lại, lúc đi gần đến nhà nguyện nhỏ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang đứng ở ngưỡng cửa. Người phán với tôi: "Con cứ đi, nhưng Cha sẽ lấy mất trái tim của con." Bỗng nhiên, tôi cảm thấy không còn trái tim trong lồng ngực nữa. Các chị em của trách vì đã muộn mà tôi còn chần chừ phía sau. Thế là tôi nhanh chóng cùng đi với họ. Tuy vậy,
một cảm giác nôn nao làm tôi khó chịu và một nỗi thao thức kỳ lạ xâm chiếm linh hồn tôi. Mặc dù không ai biết điều gì đang xảy ra, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Sau khi đến Josie Finex được vài phút, tôi giục các chị. Thôi chúng ta hãy trở về. Các chị đòi ít là phải nghỉ ngơi một lúc. Nhưng linh hồn tôi không tìm được một chút bình an. Tôi giải thích phải trở về trước khi trời tối. Và bởi vì quãng đường khá xa, nên chúng tôi phải lập tức trở về. Khi gặp chúng tôi ở nhà ngoài, mẹ bề trên hỏi, các chị vẫn chưa đi hay là đã về rồi vậy? Tôi thưa chúng tôi đã trở về bởi vì không muốn về lúc trời tối. Tôi cởi áo khoác và đi ngay vào nhà nguyện nhỏ. Ngay khi tôi vừa bước vào, Chúa Giêsu đã phán bảo, con hãy đi gặp mẹ bề trên và thưa rằng con đã về. Không phải vì muốn về đến nhà trước khi trời tối, nhưng vì cha đã lấy mất trái tim của con. Mặc dù điều này thật khó khăn đối với tôi, nhưng tôi cũng đi gặp mẹ bề trên và thành thật trình bày lý do vì sao tôi trở về sớm như vậy. Và tôi xin lỗi Chúa về tất cả những điều đã làm phật lòng người. Khi đó, Chúa Giêsu ban tràn đầy niềm vui cho tôi. Tôi đã hiểu ngoài Chúa, chẳng tìm đâu có được sự thỏa nguyện. Vào một dịp kia, tôi nhìn thấy có hai chị sắp sửa xa hỏa ngục. Một nỗi đau kinh khủng xé nát linh hồn tôi. Tôi cầu nguyện cùng Chúa cho các chị. Và Chúa Giêsu phán với tôi, con hãy đi gặp mẹ bề trên và cho mẹ biết hai chị ấy đang gặp nguy cơ phạm tội trọng. Ngày hôm sau, tôi thưa điều ấy với mẹ bề trên. Một chị đã thành tâm thống hối, còn chị kia vẫn phải chiến đấu rất gian nan. Một hôm Chúa Giêsu phán với tôi, cha sắp sửa rời bỏ nhà này, bởi vì ở đây có những điều làm mất lòng cha. Thế rồi Bánh Thánh ra khỏi nhà tạm và đến đậu trong tay tôi, và tôi vui mừng đưa Bánh Thánh trở lại nhà tạm. Sự kiện này tái diễn lần thứ hai, và tôi lại thực hiện như lần trước. Mặc dù thế, sự kiện vẫn tái diễn lần thứ ba, nhưng Bánh Thánh đã biến nên Chúa Giêsu sống động. Người nói với tôi, cha sẽ không ở lại đây nữa đâu. Khi đó, một tình yêu mãnh liệt dành cho Chúa Giêsu bùng lên trong linh hồn tôi. Tôi thưa Chúa, còn con, lạy Chúa Giêsu, con sẽ không để Chúa lìa khỏi nhà này. Và một lần nữa, Chúa Giêsu biến đi trong khi Bánh Thánh lưu lại trong tay tôi. Tôi lại đặt Bánh Thánh vào chén thánh và khóa lại trong nhà tạm. Chúa Giêsu đã ở lại với chúng tôi. Tôi phải làm 3 ngày trầu kính để đền tạ Chúa. Một lần kia, Chúa Giêsu phán bảo tôi, con hãy thưa với mẹ tổng quyền Mikae rằng trong nhà này có tội như thế đang xảy ra, làm đau lòng và xúc phạm đến cha hết sức. Tôi đã không trình bày điều ấy ngay với mẹ bề trên, nhưng vì Chúa bắt tôi phải chịu sự bồn chồn, không cho tôi trì hoãn thêm một phút giây, nên tôi liền viết thư cho mẹ tổng quyền và sự bình an trở lại với linh hồn tôi. Tôi thường cảm nhận cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong thân xác tôi, mặc dù người khác không nhận ra được điều này, và tôi vui mừng vì Chúa Giêsu đã muốn như vậy. Nhưng điều này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Những đau khổ này làm bùng lên nơi linh hồn tôi một tình yêu đối với Thiên Chúa và các linh hồn bất tử. Tình yêu chịu được mọi sự. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Tình yêu không sợ hãi gì cả. Vào buổi tối, lúc đang ở trong phòng,
tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu trong y phục màu trắng. Một tay người giơ lên trong tư thế ban phép lành. Tay kia chạm vào ngực áo. Từ phía dưới trang phục, hơi chếch một bên ngực, phát ra hai luồng sáng lớn, một màu đỏ và một màu xanh nhạt. Trong thinh lặng, tôi chăm chú chiêm ngắm Chúa. Linh hồn tôi bàng hoàng trong niềm kính sợ, nhưng cũng rạt rào hoan lạc. Sau một lúc, Chúa Giêsu phán bảo tôi, hãy vẽ một bức hình theo như mẫu con nhìn thấy. Với hàng chữ, lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Cha ước mong bức hình này được tôn kính, trước là trong nhà nguyện của các con và sau đó là khắp thế giới. Cha hứa rằng linh hồn nào tôn kính bức hình này sẽ không bị hư mất. Cha cũng hứa cho họ vinh thắng những kẻ thù ngay trên thế gian này, nhất là trong giờ lâm tử. Chính cha sẽ bảo vệ họ như vinh quang riêng của cha. Khi trình bày điều này với cha giải tội, tôi được trả lời rằng điều ấy chỉ về linh hồn chị. Chắc chắn chị hãy vẽ hình ảnh Chúa vào linh hồn chị. Và khi ra khỏi tòa giải tội, tôi lại được nghe những lời sau đây, hình ảnh của cha đã có trong linh hồn con rồi. Cha ước ao có một lễ kính thờ lòng thương xót của cha. Cha muốn bức hình này, bức hình được con vẽ bằng một cây cọ, sẽ được làm phép trọng thể vào Chúa Nhật đầu tiên sau lễ phục sinh. Chúa Nhật đó sẽ là ngày lễ kính lòng thương xót của cha. Cha ước mong các linh mục hãy rao giảng về lòng thương xót khôn lường của cha cho các tội nhân. Đừng để họ sợ hãi không dám đến gần bên cha. Những ngọn lửa thương xót đang bừng cháy trong cha kêu gào đòi được phung phát. Cha muốn trào đổ cho các linh hồn này. Chúa Giêsu than thở với tôi. Sự hoài nghi của các linh hồn đang xé nát lòng cha. Sự hoài nghi của một linh hồn ưu tuyển còn làm cha đau đớn hơn nữa. Mặc dù cha dành cho họ một tình yêu vô hạn, nhưng họ vẫn không tín thác vào cha. Thậm chí cái chết của cha mà vẫn không đủ với họ. Khốn cho linh hồn nào lạm dụng những ân sủng này.